Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một video mới ha. Thì đã có rất là nhiều cái video so sánh giữa hai em là Mavic Mini và Mavic Mini 2. Đây là Mavic Mini, đây là Mavic Mini 2 nha anh em. Đó, thì đã có rất là nhiều cái video so sánh về sự khác biệt giữa hai con này. Mình sẽ không nói về những cái sự khác biệt về những cái tính năng trong video này ha. Mà ở đây mình muốn nói về một cái sự khác biệt về kỹ thuật giữa hai con là Mavic Mini 1 và Mavic Mini 2, để anh em nào đang sử dụng Mavic Mini 1 có cái định độ chế để tăng khả năng kháng gió cho em nó ha, thì sẽ có cái cơ sở để biết là mình sẽ cần phải làm gì để giúp con Mavic Mini 1 này nó tăng khả năng kháng gió hơn hết anh em. Chứ những cái video mà so sánh mà mình đã từng xem trên internet thì mình thấy là không có nói rõ về những cái vấn đề kỹ thuật sâu bên trong. Chỉ nói sơ sơ về tính năng này kia kia nọ, nói con này nó kháng gió tốt hơn con này nhưng chẳng giải thích vì sao nó lại kháng gió tốt hơn ha. Thì trong video này mình sẽ giải thích chi tiết và những gì mình hiểu mình biết được ha anh em. Thì nếu có gì sai á thì xin mời cái ý kiến đóng góp của anh em ha, dưới phần bình luận ha. Anh em cứ để lại cái bình luận ý kiến của anh em ha. Đây là cái góc nhìn riêng của mình ha về kỹ thuật giữa hai con Mavic Mini 1 và Mavic Mini 2 ha anh em. Rồi, ok anh em. Rồi, ok anh em, thì mình sẽ nói về sự khác biệt về mặt kỹ thuật giữa hai con Mavic Mini 2 và con Mavic Mini 1 ha. Để chỉ ra được cái điểm vì sao mà con Mavic Mini 2 lại có khả năng kháng gió tốt hơn con Mavic Mini 1 nha. Thì đặc điểm đầu tiên anh em rất là dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa Mavic Mini 2 và Mini 1, đó chính là phần cánh ha anh em. Thì phần cánh của con Mavic Mini 2 này nó cứng hơn rất là nhiều so với cánh của con Mavic Mini 1 nha anh em. Nó cứng hơn khoảng 40 đến 50% luôn nha anh em. Mình cảm giác nó rất là cứng luôn. Nó cứng lắm, nó cứng giống như kiểu những cái cánh của con Mavic Air đồ đó anh em. Thì cái cánh nó cứng hơn nó sẽ giúp gì, giúp ích gì cho cái khả năng kháng gió? Thì cánh cứng hơn, anh em biết là cánh cứng hơn nó sẽ cho cái khả năng bắt gió tốt hơn ha, và tạo lực nâng tốt hơn ha anh em. Giữa cái motor của con Mavic Mini 2 và con Mavic Mini 1 này là như nhau nha anh em. Nó không có hề khác biệt luôn. Mình dám khẳng định và bảo đảm với anh em là nó không hề có sự khác biệt luôn. Công suất của hai cái motor này là như nhau. Nhưng cái phần cánh này nè, nó lại cứng hơn. Và nó thiết kế cái phần hướng hướng bắt gió này nè, hướng bắt gió này nè. Nó thiết kế lại cái hướng bắt gió này nhiều hơn ha, nó cong nhiều hơn như vậy nè, nó cong nhiều hơn như vậy nè. Để khi mà nó ép gió xuống nên nó nâng cái máy bay lên đó, thì nó hiệu quả hơn ha anh em. Cánh cứng hơn ha, bắt gió tốt hơn, lực nâng mạnh hơn, làm cho con Mavic Mini 2 này có khả năng kháng gió tốt hơn con Mavic Mini 1 này ha. Và cánh cứng như vậy á, nó lại có thêm một cái lợi điểm nữa anh em, đó chính là khi cánh cứng như vậy á, thì nó làm cho cái tốc độ vòng quay của cái motor này có vẻ như giảm lại một chút hơn so với thằng này. Tất nhiên thay vì thằng này quay 100 vòng để tạo được đủ cái lực nâng nâng cái máy này bay lên, thì này nó quay có khoảng độ 80 90 vòng thôi, thì nó đã đủ cái lực để nâng con này lên. Và chính vì cái tốc độ vòng quay đó nó thấp hơn như vậy đó, thì nó sẽ làm cho cái độ ồn của cái con Mavic Mini 2 này thấp hơn độ ồn của con Mavic Mini 1 này một chút xíu nha anh em. Theo cảm nhận riêng của mình đó, cảm nhận riêng của cái lỗ tai châu của mình đó, thì mình thấy là cái độ ồn của con Mavic Mini 2 này thấp hơn con Mavic Mini 1 này nha. Thì đương nhiên nó vẫn phải có ảnh hưởng thêm một vài cái yếu tố về thiết kế cánh này kia kia nọ nữa anh em, chứ không phải hẳn là cái tốc độ vòng quay thấp nó sẽ giảm độ ồn nha. Nhưng mà mình cảm nhận á, mình cảm nhận là mình thấy tốc độ này nó thấp hơn, quay chậm hơn thằng này, và cái độ ồn nó thấp hơn ha anh em. Còn Mavic Mini 2 này có độ ồn thấp hơn con Mavic Mini 1 nha, cảm nhận của mình là vậy nha. Rồi, đó là cái đặc điểm đầu tiên mà khiến cho Mavic Mini 2 có cái khả năng kháng gió tốt hơn con Mavic Mini 1 này nha, đó là cánh. Đặc điểm thứ hai mà mình muốn nói tới đó chính là về pin. Hai con này nó khác nhau về pin nha anh em. Con này đang sử dụng pin là lithium ion 18650 với điện áp sạc đầy là 4,2V trên một cell nha. 4,2V trên một cell, trong này nó có hai cell thì tổng điện áp sạc đầy của nó là 8,4V nha. Còn con Mavic Mini 2 này thì nó lại sử dụng pin lipo
ha, pin lipo 4,4 V trên một cell nha, và tổng điện áp sạc đầy của viên pin này là 8,8 V nha. Nó chênh lệch nhau tới 8.4 và 8.8 là nó chênh lệch nhau tới 0.4 V ha anh em, chênh lệch nhau 0.4 V giữa hai pin này ha. Và còn một cái nữa là dòng xả của hàng này nó cao hơn dòng xả của hàng này nha anh em. Dòng xả pin của hàng này nó cao hơn hàng này nha. Nhưng mà thật ra đối với Mavic Mini á, mình theo mình thấy, theo mình đo đạt được và theo mình sử dụng hàng ngày thực tế thì mình thấy là cái vấn đề dòng xả nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều tới cái khả năng kháng gió. Tại vì sao vậy? Vì con Mavic Mini này nó tiêu thụ cái dòng điện nó tương đối, nói chung nó cũng không có nhiều nha anh em. Nó có khoảng đâu đó đỉnh luôn, gọi là đỉnh xả luôn, đỉnh công suất luôn, nó độ đâu đó nó tiêu thụ hết cả cái máy là nó khoảng 15 A nha anh em. Chưa bao giờ thấy nó vượt quá cái con số 15 A ha. Thì viên pin này được thiết kế là dòng xả là 25 A liên tục ha, xả liên tục 25 A. Còn con này thì nó không rõ nhiêu bao nhiêu, nhưng mà mình độ nó cũng phải trên 25 hoặc 30 A. Nhưng mà con Mavic nó Mini nó chỉ tiêu thụ là 15 A đỉnh thôi, trung bình nó chỉ tiêu thụ khoảng 10 A thôi anh em. Bây giờ mình cứ cho nó là tiêu thụ trung bình hai con này nó tiêu thụ như nhau là 10 A đi, thì cái dòng xả nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cái vấn đề gọi là kháng gió hay là lực nâng này kia nọ ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề pin cho nó chính xác hơn nè. Đó là về cái vấn đề điện áp ha. Chúng ta có cái công thức tính công suất của máy là B bằng U nhân Y ha anh em. B bằng U nhân Y tức nghĩa là công suất bằng điện hiệu điện thế nhân cho dòng xả ha. Thì giả sử hai con này có dòng xả là như nhau vì motor giống nhau ha, dây quấn, tiết diện dây quấn giống nhau, thì suy ra là công suất nó sẽ như nhau, hai cái men ESC nó cũng như nhau luôn. Chắc chắn là con này sẽ không bao giờ có thể tiêu thụ điện lớn hơn con này ha, nó sẽ như nhau. Thì nó chỉ khác nhau về mặt điện áp ha. Con này nó tiêu thụ 10 A, con này nó tiêu thụ 10 A nhưng điện áp con này cao hơn. Con này điện áp thấp hơn. Vậy thì con nào nó sẽ có công suất lớn hơn? Con này đúng không? Vì B bằng U nhân Y, B bằng hiệu điện thế nhân dòng điện. Thì con này là 8,8 V nhân 10 A thì nó sẽ ra là 88 W. Con này là 8,4 V nhân 10 A nó sẽ ra là 84 W. Vậy thì nó chênh nhau bao nhiêu? Chênh nhau tới 4 W anh em. Đối với một thiết bị bay siêu nhẹ như Mavic Mini thì mình chênh lệch nhau tới 4W thì nó cũng là một cái sự chênh lệch cũng khá là nhiều nha anh em. Chứ anh em đừng có nghĩ là chênh lệch nhau 4W không nhiều nha. 4W nhưng mà với tổng hết cả thiết bị ấy, nó chênh lệch nhau 4W thôi nó cũng đã tạo nên được cái sự khác biệt nha. Đó là cái về mặt điện áp nha. Và một cái điều nữa là cái pin lipo này nè, nó giữ điện áp cao rất là tốt nha anh em. Còn ông nội này á, thì nó lại xả tuyến tính, nó xả giảm dần tuyến tính nha. Có nghĩa là trong bắt đầu khi mà anh em bay lên đó thì dòng điện nó sẽ xả dần đều từ 100% tới 0%, thì điện áp nó cũng sẽ giảm dần đều theo. Ví dụ như nút sạc đầy là 4,2 đi, nó sẽ giảm dần đều cho tới khi nào mà hết pin, đó là nó sẽ còn khoảng 2,5 V ha, nó sẽ xả dần đều. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái điện áp của nó giảm dần như vậy thì công suất nó cũng sẽ kéo giảm dần theo ha anh em, kéo giảm dần theo ha. Thì khi tới gần cuối chu kỳ xả đó, gần hết pin đó, gần cạn pin đó, nó sẽ hay có hiện tượng là max power reach hay là max motor reach ha. Lúc đó là pin nó đã xả hết công suất rồi mà tốc độ vòng quay của cánh nó không có đủ đó, nó sẽ cảnh báo cái max power reach và max motor reach ha anh em. Còn cái pin lipo này thì nó hay hơn. Pin lipo thì nó giữ điện áp cao rất là tốt anh em. Nó sẽ giữ điện áp cao cho tới cái khi gần cạn pin anh em, khoảng độ đâu đó 20 hay 30% gì đó, thì lúc đó điện áp nó mới bắt đầu giảm xuống. Tức nghĩa là cái giai đoạn nó giữ điện áp cao á rất là lâu, giữ rất là lâu cho tới khi nào gần cạn pin nó bắt đầu mới giảm điện áp. Thì như vậy thì tổng công suất của hàng này nè nó sẽ cố định ha, nó sẽ giữ được lâu hơn, giữ được cao hơn, giữ lúc nào cũng cao hơn. Suy ra là hàng này lúc nào cũng có công suất đều rất là tốt hơn so với hàng này ha. Đó chính là cái đặc điểm khác nhau giữa pin lipo và lithium ion nha anh em. Ngoài ra nữa là anh em biết là cái dung lượng của hàng pin lipo này là nó thấp hơn rất là nhiều so với hàng này. Như hàng này có 2250 mAh, hàng này 2500 mAh, mà hai con này lại bay tương đương nhau về thời gian bay. Như vậy rõ ràng một cái vấn đề nữa mà mình muốn nói đó chính là cân nặng của hàng này nó nhẹ hơn này anh em. Cân nặng của hàng này nhẹ hơn, mà đối với một thiết bị bay siêu nhẹ ha, việc tăng lên cân nặng lên thêm vài trăm gram
Ủa lộn, vài chục gram thôi, mười mấy hai chục gram thôi anh em, nó đã tạo nên sự khác biệt rồi anh em. Con này dung lượng thấp hơn nhưng nhờ cái nó nhẹ hơn cho nên là thời gian bay nó vẫn ngang bằng với con này, dung lượng cao hơn nhưng viên pin lại nặng hơn. Pin lipo được một cái lợi điểm đó là điện áp cao giữ rất lâu và khối lượng rất là nhẹ. Chính vì điều đó làm cho anh này anh có cái công suất duy trì lúc nào cũng cao ha, cộng thêm cánh nó bắt gió tốt nữa, suy ra là ảnh kháng gió tốt hơn anh này. Nó đơn giản thôi. Vậy thì á, giải pháp nào cho Mavic Mini đây? Ok, thì anh em có thể sử dụng cánh của Mavic Mini 2 để đổ sang cho Mavic Mini. Đổ sao thì có rất là nhiều anh em đã làm thành công rồi. Anh em có thể tìm đâu đó trên internet video để nói về cái việc đổ cánh của thằng này qua thằng này. Chắc chắn là đổ cánh qua nó sẽ tăng khả năng kháng gió này. Mình dám chắc chắn anh em nó sẽ tăng lên được một chút. Nhưng mà mới chỉ là một chút thôi. Anh em cần phải làm cách nào đó để cho Mavic Mini xài được pin lithium ion nha. Ủa lộn, lipo, xin lỗi anh em, phải làm cách nào đó để cho Mavic Mini sử dụng được pin lipo. Nhưng là con Mavic Mini này nó có một cái giới hạn là nó không thể nào sử dụng được cái pin của thằng này, pin của thằng Mavic Mini 2 này cho nó nha. Anh em đừng có cái định là thay cái vỏ của thằng này qua thằng này xong rồi lấy pin của này bỏ vô thằng này xài. Không được nha anh em. Mình đã thử rồi, không nhận luôn, không nhận pin luôn, không thể mở động khởi động lên, không thể khởi động nguồn lên luôn. Chứ đừng có nói gì tới vấn đề khác nha, không thể khởi động nguồn lên luôn anh em. Nó đã chặn hoàn toàn cái việc tương thích của thằng này với thằng này luôn rồi anh em. Không thể nào được đâu, anh em không có cách nào để có thể mà cho nó sử dụng pin của thằng này được đâu, cho nên bỏ đi cái định đó đi. Và một điều nữa là con Mavic Mini 1 chỉ cho sạc lên được tới 4.35V cho một cell nha, thay vì 4.4V giống như thằng này. Nó chỉ cho sạc đến 4.35V thôi. Đối với hub sạc và cả máy luôn, không thể nào sạc quá 4.35V trên một cell nha. Thì anh em hãy lựa cái cell pin nào đó mà có cái điện áp sạc đầy là 4.35V ha. Thì mình thấy có Spark nè, Mavic Pro nè, Phantom nè, đó là những cái cell mà sử dụng điện áp 4.35 ha, thay vì 4.4V giống thằng này ha. Thì anh em hãy sử dụng những cái cell đó để độ cho con Mavic Mini 1 nha, chứ đừng có xài mấy cell của thằng này. Này nó 4.4V nên em sẽ sạc nó không đầy ha, và không thể nào khai thác được hết cái hiệu suất làm việc con này ha. Vậy hãy tìm cái cell mà 4.35V đó, giống như cái video trước của mình sử dụng cell của Mavic Pro đó, cho thời gian bay rất là tốt, lên đến 35 40 phút ghi hình liên tục luôn anh em, rất là tốt đó. Thì anh em phải biết được cái sự khác biệt là như vậy nha, không thể sạc đầy lên tới 4.4 nha. Thằng quỷ này mình chẳng hiểu tại sao nó đã ngăn không cho mình sạc lên 4.4V, mình thay cell của thằng này qua đây cũng không thể nào sạc lên được. Mình đã tinh chỉnh hết rồi nhưng không thể sạc được, chắc chắn là không thể sạc được. Nói vậy thì đó chính là cái giải pháp mà theo mình nghĩ là anh em có thể độ cho Mavic Mini để tăng kháng gió cho em nó, để ngang bằng với Mavic Mini 2 ha. Đó là thay cánh qua, không cần thay động cơ nha, động cơ y nhau thôi, không khác gì hết. Thay cánh, thay pin lipo 4.35V ha. Rồi làm cách nào đó nếu mà để được cái viên pin vào trong thân máy luôn thì càng tốt, nó sẽ giải quyết được những cái vấn đề về khí động lực học, sẽ giúp cho máy bay nó bay tốt hơn nhé anh em. Nó thì thay cánh đi, thay pin đi là anh em sẽ có được một con Mavic Mini SE. Sẽ có được con Mavic Mini SE hết anh em nha. Nó có khả năng kháng gió giống như con Mavic Mini SE, và con Mavic Mini SE thì nó cũng kháng gió như con Mavic Mini 2 thôi nha. Nó chỉ khác nhau về phần sóng sánh thì hình ảnh này kia thôi. Sóng sánh thì anh em biết rồi đó, Mavic Mini 2 thì xài dual band 2.4 và 5.8 GHz thì nó sẽ cho khả năng truyền tốt hơn. Là con này nó chỉ xài có 5.8 thôi thì nó thua thiệt ở điểm đó nha. Chứ ngoài ra em mình thấy không có một cái sự khác biệt nào khác nữa nha anh em. Nó chỉ có khác biệt về cánh, về pin ha. Ok. Và một điều cuối cùng mình muốn nói, muốn chia sẻ với anh em về những gì mình đang cảm nhận, những gì mình đang sử dụng và những gì mình đã thấy. Thì anh em nào có ý định mà chuyển từ Mavic Mini 1 lên Mavic Mini 2 hoặc là từ Mavic Mini 1 lên Mavic Mini SE ha, thì phải lưu ý một điều nè. Đó chính là cái thiết kế động cơ của con Mavic Mini 2 này nó củ chuối hơn rất là nhiều so với con Mavic Mini 1 nha anh em. Nhiều anh em bảo là cái khe to to này nè, khe thoát nhiệt gì đó, khe tản nhiệt gì đó, bên đây nó khe nó nhỏ hơn, đây khe nó to hơn, thoát nhiệt tốt hơn. Xin lỗi nói chứ đây là thiết kế của DJI cố tình làm cho con Mavic Mini này có cái động cơ kém bền hơn con này rất là nhiều nha anh em. Và
Không tin thì anh em có thể hỏi những anh em nào mà từng rơi rụng con Mavic Mini 2 hoặc con Mavic Mini SE này, sẽ thấy là động cơ này cực kỳ dễ bị cong cái trục nha anh em. Nó cong cái phần do cái phần mà nó mất đi một cái phần này nè anh em, nó mất đi một cái thanh này nè, nó làm cho cái motor này nó bị cong, rất là dễ bị cong cái trục khi mà nó bị va chạm hay rơi rụng ha. Đây là thiết kế của DJI cố tình làm cho nó nhanh hư hỏng hơn nha anh em, chứ không phải là để thoát nhiệt thoát gì đâu anh em, đừng có tin nha, đừng có tin những cái mà mấy ông mà ổng nói là khe này to gì này thoát nhiệt tốt nè. Anh em có để ý thấy con Mavic E nè, E2, E2S, những con dòng Mavic cao hơn, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, vân vân và vân vân, không có con nào có cái khe thoát nhiệt to như vậy để làm gì hết. Vì thực tế là nó chẳng cần phải thoát nhiệt anh em. Trong này dây đồng này kia đồ nó đã tính toán hết rồi anh em, nó đã tính toán hết rồi, không cần phải thoát nhiệt gì đâu. Chỉ cần cái thoát nhiệt cái vỏ này nè, cái vỏ này làm bằng nhôm nè anh em, là đã đủ thoát nhiệt cho con máy bay của anh em rồi. Thì cái khe này anh em có dán lại, có lắp lại, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cái motor, không bao giờ có thể cháy được cái động cơ này, trừ khi nó bị kẹt thôi. Chứ chạy bình thường nó đã chạy lên rồi, có gió thổi rồi, ngoài trời hay như thế nào, hay là cánh quạt gió quay gì đó, thì nó sẽ không bao giờ nóng đến mức mà có thể cháy được cái motor hết trơn á. Thì anh em đó, đừng có tin tưởng là DJI thiết kế thoát nhiệt tốt cho động cơ này kia, không có đâu nha. Thiết kế này làm cho động cơ nhanh hư hỏng hơn đó anh em, nhanh hư hỏng hơn chứ không phải là thoát nhiệt tốt hơn đâu anh em nha. Rồi ok, mình chỉ muốn chốt lại một vài điều như vậy thôi ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé.